này, đủ thứ anh em. Để bán nước uống rồi kìa. Ừ, trong nhà này nó bán mua cái này vô trong nhà thôi bán. Có trong nhà. Ô bán tủ lạnh, bán máy tấy giặt nữa kìa. Wow. Look at that. Rồi trong này là bán mấy cái đồ này quanh năm, bán quanh năm suốt tháng luôn. Sấy nè, nước sữa là bán. Đây trong nhà bự lên. Đầy đủ hết trơn nha. Looks so good, right? Yeah, that's good. Thank you. Yeah, that's good. Thank you very much. So how much that for? $650. Thank you. You sell a lot of stuff. That's a good one, dog. Yeah. All of the seasons. Oh, okay. Different countries. Yeah, that's good for different countries. Yeah. Is you here every weekend? Yeah, every weekend. Saturday. Oh, they open Saturday too? Yeah, Sunday. Yeah. My first time here, so that's good. Thank you, sir. Thank you very much. You good? You keep it. Thank you very much. Thank you. Có món gì ăn được đâu. Cái đó xinh tốt kìa. Rất đồ nướng lên đi. Khói trời. Ồ, bán trái cây, bán lũ kia. Dày dép giống như chợ luôn á. Ai ha, nó bán kiếm mấy đồ này bán thôi. So that's a cool one, huh? That's a good one, yeah.
You don't mind I pick the middle? Yeah, the straw, please. Thank you. And you? $7. That's good, dog. Oh. Yeah. That's amazing. Wow. Mmm. Wow, that's good. Sẽ có cái trái từ Yeah, lấy nước bỏ vô. Yeah. Cái bọc nó kìa. Ừ. Đấy là cứng cứng em. Ừ. Bí ơi. Đây nè. Tính không? Tính không? À. Oh, can I have two, please? Really bad? Yes, please. Oh, yeah. Oh, thank you. Hôm nãy mình coi rồi. Ừ. Mình không có thể loại cây. Không có cái cây cầm nó cần biết không? Người bán đồ. Nha. It's a rabbit right there. Wow. Thank you.